Xin chào tất cả anh chị, em đã quay trở lại với kênh mô hình xe Car Shop và em là Trọng Lâm. Thì rất vui trong những ngày đầu năm thì lại được quay trở lại giao lưu với anh em đam mê mô hình. Thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em một mẫu mô hình mới cập bến bên em, một mẫu Bugatti. Mẫu này là mẫu Bugatti Black Car. Còn theo tên tiếng Pháp của chiếc này thì nó là La Voiture Noire gì đó. Thì có thể là em đọc chưa chính xác hoàn toàn, nhưng mà dịch theo cái nghĩa của từ này thì nó là chiếc xe màu đen, Black Car, chiếc Bugatti gần như là cực kỳ là đẹp. Đây là chiếc xe duy nhất trên thế giới chỉ sản xuất một chiếc tại thời điểm ra mắt, thì đây cũng là một chiếc xe đắt nhất thế giới với giá lên tới gần 19 triệu đô. Theo như em tham khảo thì khi mà có một tờ báo đã cập nhật khi mà về đến Việt Nam thì có thể chiếc xe này sẽ lên tới khoảng hơn 2.000 tỷ đồng, một con số cực kỳ khủng khiếp. Chiếc Bugatti này thì bên em sẽ có hai phiên bản màu, đó là màu đỏ và màu đen. Điều đặc biệt của chiếc Bugatti này đó là chúng ta sẽ có một phích hình người ở đây và một phích cây xăng, cũng như một cái bảng tên xe khá là độc đáo. Và bây giờ thì em sẽ mở hộp em nói là để anh em mình cùng xem chi tiết nha. Và đây là chiếc xe màu đỏ. Màu này là màu đỏ tươi nha anh em, cũng rất là đẹp, đỏ tươi và sơn bóng. Rồi thì em sẽ giới thiệu cho anh em chi tiết chiếc màu đen đi. Đây là khi anh em mở hộp xe thì được trưng bày trong một cái hộp có trong một cái khung nhựa rất là chắc chắn. Mặc dù vậy, nếu mà khi di chuyển xa thì cái chiếc khung này cũng cũng tương đối là dễ gãy. Như em thì em thích những cái chiếc xe mà đóng hộp xốp hơn thì rất là chắc chắn. Nhà sản xuất thì cũng tặng anh em một cái que mở cửa dưới gầm xe này nha, thì anh em tháo ra hỗ trợ mở cửa. Nhưng mà với cái mẫu xe Bugatti này thì chúng ta chắc cũng không dùng đến, vì những cái cửa này thì cũng khá dễ mở thôi. Đây, capo thì nó có một cái nút ở đây. Và con phích này thì chúng ta sẽ có thể tháo rời được, nó có một con ốc ở đây, cử động tay được. Đó, một nhân viên sẽ trông xe cho anh em, không để ai vặt gương cũng như là nghịch ngợm chiếc xe của anh em mình. Đây là một cái xăng. Nhà nhà cung cấp rất là tinh ý, vì đây là một chiếc xe đến lên tới 1.500 mã lực ở động cơ V8 16 máy, thì tặng cây xăng là quá hợp lý rồi anh em. Đi siêu xe thì không lo nghĩ về xăng nữa nha. Ở chiếc Bugatti này thì bên em cũng đã có tỷ lệ 132, và bây giờ thì 124 cũng đã cập bến. Thì chiều dài của chiếc xe là 20 cm, chiều ngang của xe là 10 và chiều cao là 15 cm. Về tổng quan xe thì xe có những cái viền vàng cực kỳ là đẹp, độ chi tiết thì tương đối. Logo thì không có đủ đầy đủ chữ Bugatti cho anh em rồi. Đây là một điều đáng tiếc, vì đây là mẫu giá rẻ không có bản quyền. Đó, đằng sau là chữ Voice of the Night. 6 ống xả cực kỳ là hầm hố. Xe thì cũng sẽ có đèn, âm thanh và chớn. Đèn sau là một dải đèn led quá đẹp. Đó. Ở chiếc này thì sẽ mở full cửa nha anh em. Capo này, cánh gió này anh em đẩy nó ở dưới này.
mở được cả cánh gió cũng như là capo cốp. Nội thất thì đây anh em sẽ xem nội thất. Những chiếc giá rẻ này thì nội thất thì không được chi tiết cho lắm. Rồi cụm la răng cực kỳ là đẹp. Phiên bản 1.1 thì như em thấy là cụm la răng cực kỳ là chất. Còn ở trên mô hình thì nó không quá là nổi bật. Nhưng cái đường cong này nó không quá là cong. Nhưng mà chiếc xe 1.1 thì những cụm la răng này thì cực kỳ là chất lượng. Nhìn rất là độc đáo. Xe thì có một đường viền trắng chạy dài từ đầu xe đến cuối xe. Cụm nắp capo thì cũng có những cái lưới như kiểu lưới tản nhiệt ở đây. Đây là một chiếc xe cực kỳ là đắt giá và chỉ có một chiếc trên thế giới thôi. Nên là rất tiếc cho anh em nào có nhu cầu sở hữu chiếc xe 1.1 thì cũng không còn cơ hội rồi, vì đây là chiếc xe đã có chủ. Còn nếu mà anh em mua mô hình thì hãy đến mô hình xe Car Shop nha. Bên em sẽ sẵn rất nhiều những mẫu này. Với mức giá chỉ hơn 300k một chút, anh em đã có một bộ fix cực kỳ là độc đáo, cộng một chiếc xe duy nhất trên thế giới. Nếu anh em có nhu cầu đặt hàng thì hãy liên hệ số hotline 0972 691 245 hoặc là kích vào đường link em để dưới phần mô tả nha, để sở hữu cho mình một chiếc mô hình rất là độc đáo cũng như kèm một bộ fix. Rồi bây giờ thì em xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn anh em ở một video sau. Xin chào anh em.